Tiếp theo là bài số 4 nào. Đố bạn chỉ với 12 que diêm hay là 12 chiếc que có độ dài bằng nhau mà xếp được thành 6 hình tam giác đều. 6 hình tam giác đều các em. Rồi vậy thì để làm bài này thầy lại tiếp tục mang dụng cụ chiến đấu của mình ra. Dụng cụ chiến đấu mới ghê chứ nghe ghê gớm không các em. Đấy, làm cho các em là thầy phải đầu tư lắm đấy nha. Đây, 12 que diêm. Giả định đây là các que diêm đi, được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta xếp làm sao mà được bao nhiêu? 6 cái hình tam giác đều. Vậy thì phương pháp xếp này, các em thấy đây thầy phải đếm không, các em bảo thầy ăn gian nhá. 12 que diêm rất rõ ràng nhá. 1 là 2 nè, 3 4 là được chưa? 5 6 7 8 9 10 11 12. Đủ 12 que đúng không các em? Bây giờ mình sẽ xếp làm sao cho nó được thành 6 cái hình tam giác đều. Thì giờ các em cứ xếp các hình tam giác đều trước cho thầy thôi. Cứ 3 cái que diêm này chúng ta cứ áp dụng theo nguyên tắc 3 que diêm tạo thành một hình tam giác đều, các em cứ lắp ghép vậy cho thầy. Cứ 3 que diêm là nó có một hình tam giác đều thì chúng ta cứ thế chúng ta xếp thôi. Thì 12 chia cho 3 nó được 4, nhưng mà chúng ta phải tạo hình làm sao để một cái que diêm này nó sẽ tạo thành hai cái cạnh của hình tam giác. Được chưa? Đấy, đây mình sẽ xếp nè. Đưa cái thằng này vào. Đưa cái anh này vào nè. Để mình được một hình tam giác đều nữa nè. Đấy, cái cách mà mình xếp thì tí nữa thầy sẽ cho các em xem là sản phẩm của mình nó sẽ thành cái gì nhá. Rồi. Xuống đây. Mình lại lợi dụng cái cạnh này với đây để tạo thành một hình tam giác đều tiếp nè. Đây nhá. Đó, các em đưa cái anh này ra một chút. Để chúng ta tạo thành được một hình tam giác đều. Được chưa? Rồi tiếp tục nè. Lại lợi dụng cái anh này, cái cạnh này. Đó, mình sẽ lại tạo thành một hình tam giác đều đây cho thầy. Được không? Đó, đưa nó vào. Đây. Đó, tức là các em cứ dịch chuyển cái que diêm của mình làm sao cho nó tạo thành cứ 3 que đây nè, nó thành một hình tam giác đều cho thầy. Đó là chúng ta sẽ hoàn thành cái bài tập này thôi. Cũng dễ giống như là ăn kem chẳng tiền thôi đúng không? Rồi, bây giờ còn 3 que còn lại thì chúng ta đặt ở đây làm sao cho nó thành hình tam giác đều nữa. Dễ không? Đây chính là vận dụng của gì? Tính chất của hình lục giác đều đó các em. Hình lục giác đều nó sẽ tạo thành bao nhiêu? Hình lục giác đều sẽ tạo thành 6 cái hình tam giác đều như thế này. Đấy, được chưa? Đến đây mình chỉ việc chỉnh đốn đội hình đội ngũ tí nữa là ngon lành cành đào ngay đúng không? Đấy, đưa em này sang. Được chưa? Đấy thì thầy đại khái thầy xếp như vậy. Các em đã hình dung ra chưa nào? Đấy, như vậy chúng ta đủ 6 hình chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, hình số 1 nè, hình số 2 nè, hình số 3 nè, hình số 4 nè, hình số 5 nè, hình số 6. Đấy, rất đẹp đúng không? Ngon lành cành đào nhá. Và đến đây clip này của thầy cũng sẽ kết thúc ở đây. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ video này cho các bạn đang học với các em ngồi ngay cùng bàn với các em, cùng lớp, cùng khối, cùng trường. Được chưa? Và hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo. Bye bye.